Mừng hôm nay anh em mình đi săn nữa rồi. Đây. Anh em mình đi săn ở khu vực kênh cục ở Gạch Giá nè, Đèn Phong nè. Này anh Minh nè. Ủa hai người kia đâu? Đi phía kia, phía kia. Đi chuyến. Đi bự lắm. Chiều tập mà không tập nay đi nó nổi cái chỗ đầu dừa chỗ đó em giờ dần dần mà thấy à nãy nó nổi lên rồi anh Vinh Phong lại là hộp cá bự lắm hồi nổi nè cáp chản luôn Phong mới tới bắn nữa con đó hai người kia đâu chết đâu này anh em mà đi săn ở đây không biết có gì hồi kia bắn thòi lòi đây là câu chuyện rồi tới luôn em tới luôn chuyện rồi chết chưa bự nhỏ đó đi bên kia kìa lỗi cái gì cái đó nhỏ xíu mà không có bự chơi nó mẹ nó sao giờ ghê trời cũng chết cá luôn gặp gà đuổi vô đuổi gà vô chừng chó nghe là con cá chứ ơi Quang với chú Bảy mà Bảy thì còn cái chèo lấy cái lên góc kìa không ừ mày hôm nay bắn cá luôn hết con chim nghe anh em lụm đi đâu con chim đâu ừ tính kia chuyện pha đi lại bắn cá bắn cái đó nhảy lên trúng cái giò nói chuyện nè kìa kìa với giò em kìa ờ đi dán đó lụm đi bự nhỏ vậy chuyện trời ơi bọc không? Không? Chè lại lụm bọc bỏ vô lại đi. Rồi thế. Xong, được con. Chúng tôi nghe anh em này. Này bắn cá thòi lòi anh em ơi. Bắn như bi vậy đó. Đúng, một em, lụm em. Ủa vậy chịu qua đây rồi. Trời ơi, chạy vô lại rồi. Con gì? Thòi lòi. Thòi bự không? Thòi cá. Chạy ơi. Phát nữa mình rồi nó chạy trời. Ngay đầu nữa. Đúng anh ơi, đúng dữ lắm á. Đúng. Chạy ra xong luôn chạy luôn rồi đi qua bên này Phong ơi này mới có gì à qua anh Phong ơi có chim gì không đây có cá phi nè anh em ơi 10 mét đây nè rồi này có chim cò có gì không chứ thấy gì không Phong đâu mày có cò à Phong nghe thuốc mà Phong kiếm dẹt á Oh yeah.
Nè xuống phòng kiếm vàng này nè em ơi. Này khu vực này đất hoang luôn. Con gì? Đi nè hả? Bay hả? Ở đây có dạt không ta? Ở đây chắc có dạt ha. Đi hết rồi. Mấy cây này cổ thụ không à? Trời, nhìn cây hết hồn luôn. Ngày tối còi vậy ngủ chắc luôn ha. Quá trời. Đây bần đã không? Chị kia này bắn được mấy thò lòi á. Hồi nhỏ mà. Cái này mình đã có bự là bóng sao á, thử không? Rồi biển rồi đó. Ừ, bóng sao, bóng chà bá luôn. Đục quá, thôi con phi nổi đi lắm. Này bị bịp nó ăn ốc như đâu. Ừ, cũng ăn lắm. Ừ, bịp ăn, nhìn là biết. Ôi, ăn lâu, che đốt nữa là mẫu. Đây cái bịp nè, mắt ốc nó ăn. Đó, mấy cái biển lá này guồn vô cho ông quýnh nhé. Không có đường ga luôn. Ăn nghe anh em. Tôi bắn gớt trái nè. Tôi bắn gớt trái bằng rồi nè anh em. Đó, dễ dàng chơi em hiện. Này hồi có 10.000 mắm nha cái Linh nè ha. Sắc sắc vô ha. Im lắm mới đứt rồi. Đó, tao quá nhiều đó. Tao quá nhiều đó. Tao quá nhiều đó. Má bằng bự gì trời. Sàn chim có bắn bằng nè anh em. Bắn đi chuyện. Gặp cái bằng trái quá trời trái luôn. Ăn gớt em không? Không ăn thua rồi. Kéo hết ra. Em mới bắn cái trái này thấy chưa? Thấy trái hồi cuốn. Má bị đồ bắn bần. Gớt. Thôi hả? Cái chùm ngay này nè. Ngay này cái bự không thấy không? Không thấy cuốn nữa đâu bắn gì đâu. Trời ơi, bắn vô nhánh bự nó rụng à. Xả vô nhánh bự gớt liền. Trời chứ bần bắp tay luôn nào đây. Bay vô anh bên dậm bên đây. Bay vô nó đậu cách 400 hải lý. Biệt đội bắn bằng hôm nay rớt kìa. Hay lắm. Há trời trời cho bằng bự luôn. Rớt bằng nghe anh em. Ghê chưa? Bây giờ là cảnh lắm đi bắn bằng. Cái này nhậu tới luôn. Đây nè. Trời cái bằng kìa. Cầm lên coi. Ơi bằng chín luôn đi ơi. Chín luôn. Ê, cái này giá bắn gớt mà. Chín. Ôi, nó mềm xôi luôn nè. Trời ơi. Đắp đây, đắp đây. Nè, cái này xây đắp luôn nè. Tách ra. Chín. Rồi bị sâu rồi lồn nè, lỡ sâu rồi nè. Tách được ngon không? Vì chín rồi. Ủa, ngon quá, ăn đừng bên đừng quanh sâu rồi. Sâu này sao, sâu bằng mà có sao? Đuối ớt đâu. Cái này chua lắm phải không? Mấy sao nghe chảy miếng. Chảy miếng thôm luôn rồi. Nó nghe mùi thơm luôn, khó chịu quẩy. Mùi đâu muối xe kia mà. Ôi nhìn kìa ngon kìa. Ăn được ngon hả? Ừ, ngon quá. Ui, anh ăn nha, anh ăn mình. Chua đụng đĩ mẹ. Bần nè mà. Đĩ mà quất kêu ra. Ủa đứa béo. Đây chú ơi coi sao. Ngọt quá nè em ơi. Cắn nguyên cái hộp luôn nha, cái hộp luôn. Ăn hộp. Quất kìa. Này có muối chấm mới đã. Hộp quá cứng ngắc quá. Dạ. Nhai luôn hộp. Đẹp mà. Nhai hộp quá. Ăn thử rồi. Muối đâu, hộp muối đâu. Muối đâu không? Tới cục cứt luôn. Đã nè mày. Muối ớt chấm mấy một cái thiệt. Cài. Vậy mà nói luôn, sống từ hồi nhỏ rồi, thời chinh chiến vậy. Không, cái này anh không ăn, đói giờ không ăn. Thứ gì chịu hỏi. Bằng này có cá dữ. Ăn em á.
Cá ngọ cá mì dinh bự vậy nè. Má thơm thiệt ha. Có bằng đó. Ừ, thơm bức à. Nó ớt trời. Nó ớt hụt mới đâu. Để em xe kia. Quá trời quá bằng ngọt quá vậy nè em. Ngay trời. Ăn ăn bằng cái ăn chuối mà. Ngon quá. Được quá em ơi. Khoảng 7 mấy năm bữa nay mới ăn được cái bằng anh em. Bằng nó đi em. Chăn đủ để mà. Bằng nó nè em ơi. Đổi chăn chim mà đi về đi ăn bằng. Chứ có con chim này đâu. Mày thấy không vậy? Đang vừa luôn kìa. Mấy cái vừa nước luôn rồi vậy. Bắn thêm đổ nữa uống luôn anh em. Quá đã rồi.